Thưa quý vị, trong tháng 10 có Ngày hội của giới doanh nhân, ngày 13 tháng 10, Ngày doanh nhân Việt Nam. Và chương trình Địa phương trên đường phát triển trong tháng 10 không thể không có câu chuyện về doanh nghiệp doanh nhân. Tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong tiến trình xây dựng phát triển, các cấp ủy chính quyền thành phố đặc biệt chú trọng vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đáp lại, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đã có những đóng góp lớn lao cho vị thế Vũng Tàu hôm nay. Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân cho thành phố biển Vũng Tàu. Là điểm đến của các nhà đầu tư, thành phố Vũng Tàu tập trung rất nhiều dự án trong và ngoài nước, dự án mang tầm quốc gia. Tính đến nay thì trên địa bàn thành phố có hơn 4.100 doanh nghiệp đang hoạt động với 4.040 doanh nghiệp trong nước, tổng vốn đầu tư 80.000 tỷ đồng. 61 doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 670 triệu đô la Mỹ. Dù ở quy mô nào, thành phần nào thì hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, tạo việc làm cho trên 9.430 lao động địa phương, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm và còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội hàng năm gần 4 tỷ đồng. Trong số hơn 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu thì doanh nghiệp địa phương chiếm khoảng 99,9%. Phần lớn các doanh nghiệp địa phương là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Thế nhưng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân địa phương trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã không ngừng tạo dựng thương hiệu và hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt là trong 2 năm gần đây, các doanh nghiệp địa phương đã đồng hành cùng với đảng bộ và chính quyền thành phố xây dựng thành phố Vũng Tàu trở thành đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp và hiện đại. Nhằm tạo dấu ấn xanh cho thành phố Vũng Tàu, công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu đóng góp rất nhiều công sức. Đến nay, thành phố Vũng Tàu đã thay thế dần các loại cây mọc nhanh, đơn điệu trên đường phố bằng những loại cây vừa cho bóng mát vừa có hoa đẹp. Trên mỗi tuyến đường phố chính đều được định hình bằng loại cây cảnh, cây xanh và hoa khác nhau. Diện tích công viên toàn thành phố hiện chiếm hơn 530.000 m2 với hơn 36.000 cây xanh, trong đó chủ yếu là cây có hoa. Các công viên còn thường xuyên được chỉnh trang, cải tạo để luôn tươi mới bằng những mô hình đẹp mắt, ấn tượng, mang đặc trưng của phố biển. Năm qua, thì công ty Công viên Cây Xanh thành phố Vũng Tàu đã thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc Công viên Cây Xanh Vũng Tàu trên toàn thể thành phố Vũng Tàu. Thì đã được đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả và màu sắc hoa cho thành phố Vũng Tàu. Để làm sao thực hiện tốt cái nhiệm vụ này, công ty xác định là phải đào tạo nguồn cán bộ, nhân lực, khoa học kỹ thuật để xứng tầm với cái chương trình 4.0 và 5.0 trên toàn thế giới đang triển khai thực hiện vấn đề này. Công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu dành nhiều quan tâm trong thu gom, xử lý rác. Toàn thành phố hiện có khoảng 330 thùng rác được lắp đặt trên một số tuyến đường chính, khu vực công cộng, các khu du lịch trên địa bàn. Công tác thu gom và xử lý rác được thực hiện kịp thời với phương châm không để rác thải trong ngày bị ứ đọng. Các khu vệ sinh công cộng cũng dần được bố trí ở những nơi tập trung đông du khách để phục vụ người dân và du khách. Hệ thống chiếu sáng công cộng cũng được công ty vận hành tốt xuyên suốt. Trên địa bàn thành phố thì trải rộng khắp, đặc biệt thành phố Vũng Tàu là thành phố du lịch dịch vụ, do đó đòi hỏi cái môi trường đô thị ngày càng phải nâng cao. Thì trong thời gian qua, để mà cùng với thành phố Vũng Tàu phát triển thì về phía công ty thực hiện thường xuyên và liên tục để mà vệ sinh môi trường trên các tuyến đường phố chính và vệ sinh bãi biển để du khách vui chơi, hưởng không khí trong lành. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm cao vì một mục tiêu chung của những doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường đô thị, mà môi trường cảnh quan thành phố Vũng Tàu không ngừng cải thiện, trong lành, xanh, sạch đẹp, được người dân và du khách đánh giá cao. Thì ở Hà Nội
2015 tôi cũng vào đây một lần rồi. Thế nhưng mà tôi thấy ở đây thì rất đẹp, nước trong sạch. Cho nên là năm nay tôi lại cho gia đình vào đây chơi. Thì tôi thấy sự thay đổi nó rất nhiều. Bờ làm sạch sẽ, khang trang, các nhà nghỉ cũng đẹp. Hệ sống cây xanh ở đây thì tôi thấy rất là đẹp, rất nhiều cây cối. Coi như không ở đâu nhiều cây cối như ở Vũng Tàu. Thỉnh thoảng thì tôi có qua Vũng Tàu chơi. Cảnh ấy thì đẹp, cây xanh thì mát cũng nhiều. Môi trường sống trong lành, xanh sạch đẹp càng tác động tích cực đến phát triển kinh tế du lịch. Từ đầu năm 2018 đến nay, thành phố Vũng Tàu đón và phục vụ 5,2 triệu lượt khách đến tham quan du lịch. Trong đó có trên 387.000 khách quốc tế, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu thương mại dịch vụ là 151.400 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ. Cũng là một doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì chúng tôi cũng mong muốn được đóng góp một phần nhỏ của mình vào cái sự phát triển chung của thành phố cũng giống như của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hiện nay chủ trương của tỉnh đó là phát triển về du lịch, thì chúng tôi hiện nay đang đầu tư vào khu du lịch Hồ Mây Park, thì chúng tôi cũng mong muốn là xây dựng một cái thương hiệu và tạo một cái thương hiệu du lịch cho thành phố Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một nơi thân thiện, mến khách với đầy đủ các dịch vụ vui chơi, giải trí đa dạng với chất lượng dịch vụ tốt. Để tạo nên cái sự khác biệt cho hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng Ruby Home, thứ nhất là các biệt thự nằm sát bờ biển. Cái thứ hai nữa là những biệt thự khác nằm ở các cái khu du lịch như bãi sau, bãi trước, bãi Chí Linh. Ngoài ra thì chúng tôi chú trọng vào vấn đề trang thiết bị nội thất trong biệt thự, tiện nghi cho khách hàng, tạo một cái cảm giác là thoải mái. Thực sự với cái lòng đam mê của tuổi trẻ thì rất yêu những cái công nghệ, những cái sự phát triển về đám cưới. Cho nên bản thân tôi cũng đi mày mò nhiều nơi. Đến nay thì cũng khoảng gần 20 năm rồi. Thì đến nay thì nhà hàng Hải Phương nó thành cái thương hiệu tiệc cưới. Luôn được các cái giới đều ủng hộ. Chung tay xây dựng cảnh quan môi trường thành phố, nhiều doanh nghiệp địa phương còn chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội như đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đóng góp các quỹ nhân đạo, từ thiện, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Với nguồn kinh phí ủng hộ của các doanh nghiệp từ đầu năm 2018 đến nay là 2 tỷ 128 triệu đồng, thành phố Vũng Tàu đã xây dựng thêm gần 20 nhà đại đoàn kết, trao hàng ngàn phần quà, học bổng, hỗ trợ phương tiện học tập, sinh hoạt cho những hoàn cảnh khó khăn, xây sửa trường lớp, khu vui chơi giải trí cho trẻ em khu vực ngoại ô, địa bàn khó khăn của thành phố. Thưa quý vị, rõ ràng là những thành tựu mà thành phố Vũng Tàu đạt được ngày hôm nay không thể thiếu sự chung tay góp sức về tiền của, tâm huyết, tình cảm của doanh nghiệp và doanh nhân. Và những gì mà chúng tôi ghi nhận vừa rồi cũng chỉ mới chuyển tải đến quý vị một góc độ nhỏ những đóng góp của doanh nghiệp địa phương trong vài lĩnh vực hạn hẹp. Dù ở vị trí nào, quy mô thành phần nào thì với cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân đều dành nhiều tâm huyết, tình cảm cho chính nơi họ đứng chân, phải không thưa quý vị? Gắn kết để cùng phát triển, Đảng bộ chính quyền thành phố Vũng Tàu cũng luôn tạo mọi điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn sản xuất kinh doanh hoạt động thuận lợi và hiệu quả. Trước tiên là việc cải cách thủ tục hành chính, là triển khai các cơ chế chính sách nhà nước và chính sách đặc thù của địa phương cho mọi thành phần doanh nghiệp, là thường xuyên lắng nghe và xử lý kịp thời những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp. Hiện thành phố Vũng Tàu đang điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2035 với mục tiêu xây dựng thành phố thành trung tâm dịch vụ du lịch, tài chính, thương mại, công nghiệp dầu khí và các ngành công nghiệp mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế, phát triển mạnh về kinh tế biển và phấn đấu trở thành thành phố xanh, sạch đẹp, văn minh, thân thiện. Đây cũng là những lĩnh vực mà Vũng Tàu tiếp tục mong muốn gọi mời doanh nghiệp đồng hành cùng đảng bộ chính quyền thành phố chung tay góp sức hơn nữa. Thưa quý vị, tháng 10 có một ngày hội lớn của giới doanh nhân. Chúc mừng và cũng là tri ân những đóng góp lớn lao của doanh nhân, doanh nghiệp cho tiến trình phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cho thành phố biển Vũng Tàu. Những người làm chương trình kính chúc cho các doanh nhân lời chúc tốt đẹp cho sự gắn kết và thành đạt. Chương trình địa phương trên đường phát triển đến đây xin được tạm dừng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này ngày mai, phát sóng vào lúc 17:50 với điểm đến là huyện Xuyên Mộc.